chú chuột có biểu cảm hài hước và nổi tiếng nhất trên TikTok. Baru beli gini dari aku. Dạo gần đây, lướt TikTok thấy nhiều idol nổi lên quá trời. Mà trong số đó, một nhân vật nổi tiếng tới mức nhiều idol phải ghen tị đó chính là chú chuột streamer siêu to siêu khổng lồ này đây. Đây có lẽ là giống chuột lông, loài chuột to như chuột cống nhưng lại thân thiện, đáng yêu và nghịch ngợm như hamster. Thế nhưng idol TikTok này có tận hơn 400.000 người theo dõi trên TikTok đấy nha. Thanh niên này nổi tiếng bởi khuôn mặt hài hước cùng biểu cảm khớp với chủ của nó đến từng chi tiết một, cứ như cả hai đang xài chung một hệ điều hành vậy. Đang livestream nghe tiếng pháo bên ngoài là ngó ra xem cái gì, giật mình xoay ra xong xoay lại cũng cùng lúc và cùng thần thái với chủ khiến các fan xem chỉ muốn cười xỉu. Baru beli gini dari aku. Cơ mà rất chuyên nghiệp nha, đang livestream nên dù có chuyện gì xảy ra cũng vẫn ngồi im re vì tôn trọng khán giả. Mà không biết live cái gì chứ toàn thấy ngồi nhai cho mọi người xem. Đấy, bây giờ tới chuột còn trở thành idol TikTok được nữa cơ đấy, thiệt là ghen tị quá. Cảm ơn các bạn đã theo dõi kênh Yêu Lưu. Nhớ ấn đăng ký kênh để xem thêm các video hay tiếp theo nhé.